Đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai, đây là quả bất hoàn, đây là quả A-la-hán, đây là độc giác bồ đề, đây là tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát, đây là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đây là phàm phu, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là bồ tát, đây là như lai. Thiện hiện tất cả tên gọi như thế là biểu hiện của các nghĩa chỉ là giả tạo, nên tất cả danh đều chẳng thật có. Các pháp hữu vi cũng chỉ có danh, do đó vô vi cũng chẳng có thật. Phàm phu ngu si vọng chấp ở trong đó, các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, với bi nguyện huân tập trong tâm, dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa, giúp xa lìa vọng chấp đó, bằng cách dạy, danh là do vọng tưởng phân biệt phát sanh, cũng là do các duyên hòa hợp giả lập ra, các ông không nên chấp trước ở trong đó. Danh không có thật sự, tự tánh đều rỗng không, đâu có người trí chấp trước pháp không. Thế nên thiện hiện các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa bằng phương pháp thiện xảo, vì các hữu tình giảng dạy đã trừ bỏ danh pháp. Thiện hiện đó là danh, còn tướng có hai loại, phàm phu ngu si chấp trước ở trong đó. Những gì là hai? Đó là tướng của sắc và tướng của vô sắc. Thế nào là tướng của sắc? Đó là có sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc xa, hoặc gần. Tự tánh của tất cả pháp như vậy đều rỗng không. Phàm phu ngu si phân biệt chấp trước, cho đó là sắc, đó gọi là sắc tướng. Tướng vô sắc là, ở trong các pháp có sắc vô sắc, phàm phu ngu si chấp tướng phân biệt sanh các phiền não gọi là tướng vô sắc. Các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, bằng phương tiện thiện xảo, dạy các hữu tình, xa lìa ác tướng.